Chiều nay ngày 7 tháng 1 năm 2022, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022. Đây là sự kiện chính thức để khởi đầu cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022. Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022 dự kiến khởi tranh từ ngày 19 tháng 2 năm 2022 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022. Hiện đang rất được chờ đón với những trận cầu hấp dẫn sau gần một năm các sân cỏ thiếu vắng các trận cầu đỉnh cao do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Giải vô địch quốc gia V-League 1 có sự tham dự của 13 câu lạc bộ, bao gồm BKMX Bình Dương, Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định, Sài Gòn, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Topland Bình Định, Viettel. Dự kiến khai mạc ngày 19 tháng 2 năm 2022, cuộc đua giành ngôi vương được dự báo sẽ cực kỳ hấp dẫn khi các đội bóng đều đã có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày bóng đá trở lại. Đội vô địch V-League 1 sẽ nhận giải thưởng cúp và 3 tỷ đồng. Cuộc đua trụ hạng cũng sẽ cực kỳ gay cấn với dự kiến một suất xuống hạng. Giải hạng nhất quốc gia V-League 2 có sự tham dự của 12 câu lạc bộ, bao gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Công an Nhân dân, Cần Thơ, Đắk Lắk, Huế, Khánh Hòa, Long An, Phố Hiến, Phú Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam. Dự kiến khai mạc ngày 5 tháng 3 năm 2022. V-League 2 dự kiến sẽ có 2 suất thăng hạng và 1 suất rớt hạng duy nhất. Giải thưởng cho đội vô địch V-League 2 là 1 tỷ đồng. Giải cúp quốc gia có sự tham gia tranh tài của 25 đội bóng V-League 1 và V-League 2. Phương thức thi đấu loại trực tiếp, tổng cộng 24 trận đấu. Dự kiến khai mạc ngày 6 tháng 4 năm 2022. Câu lạc bộ đoạt cúp quốc gia nhận giải thưởng có giá trị 1 tỷ đồng. Sau hai mùa giải 2020 và 2021 áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn một lượt, tách nhóm cho hai giải V-League 1 và V-League 2, mùa giải 2022 sẽ áp dụng phương thức thi đấu vòng tròn hai lượt, sân nhà sân đối phương cho hai giải V-League 1 năm 2022 và V-League 2 năm 2022. V-League 1 2022 sẽ có 26 vòng với 156 trận đấu. V-League 2 năm 2022 có 22 vòng và 132 trận đấu. Trước sự quan tâm của giới truyền thông về những vấn đề nóng hổi liên quan đến kế hoạch chuẩn bị đối phó của ban tổ chức với tình hình dịch bệnh cũng như giúp cho các đội bóng nâng cao chất lượng chuyên môn, ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty VPF chia sẻ. Các bạn đã biết là mùa giải năm 2022 thì chúng tôi dự báo là vẫn diễn ra trong cái thời điểm rất là khó khăn khi dịch bệnh cũng vẫn diễn ra tại một số các cái địa phương. Do đó là về phía Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam và ban tổ chức giải, chúng tôi cũng đã tính toán các cái phương án về dưới góc độ chuyên môn để làm sao cho các câu lạc bộ được đăng ký với cầu thủ để đảm bảo trong quá trình thi đấu. Ví dụ cụ thể như là chúng tôi cũng đã tính toán năm nay cũng đưa cái số cầu thủ của mỗi đội được đăng ký lên tối đa là 35 cầu thủ một đội thay vì là 30, cũng như là về số quan chức cũng được đăng ký lên là 15 quan chức thay vì là 10 quan chức như mùa giải trước. Bên cạnh đó thì cái công tác phòng chống dịch cũng chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm hàng đầu. Các bạn đã biết là trong điều lệ các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm nay thì chúng tôi cũng đã đưa cái vấn đề là công tác phòng chống dịch của ban tổ chức trận đấu cũng như là đối với tất cả các thành viên tham dự giải đấy là một cái quyết định hàng đầu. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có các cái bộ hướng dẫn để hướng dẫn ban tổ chức các cái trận đấu, các địa phương, các giám sát, các trọng tài và các thành viên tham gia giải để làm sao để mà tuân thủ cách tốt nhất. Và trong cái thời gian tới đây thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền để làm sao tất cả các thành viên tham dự và các khán giả đến sân chấp hành tốt cùng với cả VPF để làm sao tổ chức tốt cái mùa giải quốc gia năm 2022. Mùa giải 2022, công ty VPF và đối tác truyền hình sẽ tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng và tỷ lệ truyền hình trực tiếp các giải đấu. Các giải đấu sẽ được phát sóng trên nhiều kênh sóng khác nhau của Đài truyền hình Trung ương và địa phương, trên hệ thống các kênh truyền hình Internet và OTT, nỗ lực đưa hình ảnh các giải đấu lan tỏa đến với đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước. Công ty VPF tin rằng, với những nỗ lực, quyết tâm trong công tác quản lý, tổ chức và điều hành các giải đấu, cùng sự hợp tác của các câu lạc bộ, sự ủng hộ của các cơ quan báo chí truyền thông, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022 sẽ được tổ chức thành công, đem đến những trận cầu hấp dẫn, sôi động và có chất lượng chuyên môn cao cho người hâm mộ bóng đá cả nước.